Cũng trong sáng nay, các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại điểm tiêm chủng của huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục thành phố triển khai tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca cho hơn 8.500 cán bộ, giáo viên các cấp trường mầm non, tiểu học và trung học phổ thông trên địa bàn 7 quận huyện. Đợt tiêm chủng chia làm 2 ngày, 23 và 24 tháng 8, được tổ chức đảm bảo giãn cách an toàn theo các quy định chung về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Hôm nay là em tiêm mũi thứ 2, thì em thấy tổ chức công tác ở đây rất là tốt. Em thấy vào thì khám, sàng lọc và tiêm cũng rất là nhanh, không phải đợi lâu. Đối với đội ngũ thầy giáo, cô giáo là những cái đối tượng mà tiếp xúc rất là đông người. Và đặc biệt là khi vào năm học mới thì phải tiếp xúc với lại một cái số lượng rất là lớn, đó là học sinh và phụ huynh. Thế thì hôm nay thì thực hiện cái chủ trương của thành phố thì cái ngành giáo dục Hòa Vang là cũng tham gia tiêm phòng đúng theo cái lịch quy định. Thì trong quá trình xuống đây để tham gia về tiêm phòng thì công tác tổ chức của thành phố cũng như là cái công tác của ngành y tế, việc tiếp đón, phân luồng và tổ chức đón tiếp mà rất là chu đáo và đảm bảo tốt các cái điều kiện phòng chống dịch. Thứ nhất là mình sắp xếp theo cái bố trí theo cái giãn cách và cho họ ngồi chờ, sau đó rồi làm theo cái từng bước của theo hướng dẫn của Sở Y tế và cũng sẵn sàng cái đội ngũ cấp cứu hỗ trợ của các đơn vị bạn để mà cấp cứu khi có sự cố xảy ra. Theo yêu cầu của thành phố, các địa phương phải hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ lực lượng ngành giáo dục để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2021-2022 trong thời gian sắp tới.